Võ sĩ đang ở trước mặt chúng ta là Vũ Đại Luật, một trong những võ sĩ thuộc đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Và cách đây một thời gian thì mình cũng đã đưa về trận đấu của Vũ Đại Luật đấu với một võ sĩ Campuchia tại giải Kun Khmer. Còn đây là Huỳnh Hoàng Phi, một trong những cột trụ của đội tuyển Muay quốc gia. Phi cũng đã có 2 năm liền thi đấu tại SEA Games. Tuy chưa có thành tích giành huy chương vàng, tuy nhiên thì Phi cũng đã với được đến tấm huy chương bạc. Và ngoài ra, Phi cũng là một trong những võ sĩ rất là nổi tiếng của lò đào tạo Sài Gòn Sport Club. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với cặp đấu bán kết ở hạng 54kg giải vô địch cúp các câu lạc bộ Muay toàn quốc. Trận đấu này thì cũng là trận đấu thứ 6 mà Vũ Đại Luật đối đầu với Huỳnh Hoàng Phi trong một trận đấu Muay tại một giải trong khuôn khổ của quốc gia. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đấu giữa Huỳnh Hoàng Phi ở góc đài màu xanh với Vũ Đại Luật ở góc đài màu đỏ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video trận đấu sắp tới. Thank you.
và hai vận động viên chuẩn bị trận thi đấu tiếp theo hạng cân 54kg. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.